Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Ford Territory nhé. Mà trong cái video ngày hôm nay em mới nhận được cái chính sách giá bán mới nhất của dòng Ford Territory này để cập nhật ngay tới anh em, để cho anh em nào mà có đang nhu cầu, quan tâm và đang tìm hiểu cái dòng Ford Territory này có thể nắm được anh em nhé. Thì dòng xe Ford Territory này đang cạnh tranh trực tiếp với rất nhiều các xe có trên thị trường. Ví dụ như là xe Mazda CX-5 này, chiếc xe Hyundai Tucson này, hay là chiếc xe Kia Sportage, đúng không ạ? Với cái chính sách tăng cường ưu đãi ở cái thời điểm hiện tại, thì trong cái video ngày hôm nay em sẽ tính giá lăn bánh cho anh em ba cái phiên bản của dòng Ford Territory này để cho anh em nắm bắt được anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, thì anh em hào phóng cho em xin một lượt like cũng như là đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Đó. Thì dòng xe Ford Territory này sẽ có 3 sự lựa chọn cho anh em. Nó bao gồm phiên bản Titanium X này, phiên bản Titanium và phiên bản Gen. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái bản Ford Territory Titanium X. Cái phiên bản này đang có một cái mức ưu đãi vô cùng đặc biệt anh em nhé. Mức ưu đãi của nó lên đến gần 100 triệu đồng anh em ạ. Nó bao gồm là giá xe nó đang là 954 triệu, được giảm trực tiếp cho anh em là 75 triệu tiền mặt và gói quà tặng phụ kiện lên đến 25 triệu nữa anh em nhé. Đó là tổng đâu đó nó lên đến gần 100 triệu rồi, đúng không ạ? Gọi là 100 triệu đi, đúng không? Đó, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 012 triệu. Trả góp thì đang là 270 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 994 triệu, trả góp thì đang là 251 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 976 triệu, trả góp thì đang là 233 triệu. Tổng lăn bánh trên nó đã bao gồm các chi phí cứng để anh em tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ này, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự anh em nhé. Và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em ạ. Đó. Và cái bản Titanium X này bên em hiện tại đang rất là sẵn xe, rất là nhiều xe có thể giao ngay cho anh em tại cái thời điểm đầu tháng 5 này, ngày mùng 6 tháng 5 em đang chia sẻ với anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Ford Territory Titanium. Bản này hiện tại đang có giá là 909 triệu. Với cái mức ưu đãi vô cùng đặc biệt tại cái thời điểm đầu tháng 5 này, trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em này, gói phụ kiện tặng cho anh em lên đến 25 triệu đồng anh em nhé, lên đến 25 triệu đồng đó. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 963 triệu, trả góp thì đang là 257 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 945 triệu, trả góp thì đang là 239 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 927 triệu, trả góp thì đang là 221 triệu. Chính sách giá bán nó sẽ còn tốt hơn rất là nhiều khi anh em gọi điện trực tiếp cho anh em nhá. Khi anh em gọi điện trực tiếp cho em thì em sẽ gửi cho anh em cái chính sách giá bán, nó sẽ cụ thể nhất và nó sẽ là chính xác nhất anh em nhá. Vì cái mức ưu đãi này nó đã cực kỳ tốt rồi. Đó, anh em nào quan tâm và có nhu cầu lấy xe tại thời điểm này thì gọi ngay cho em đi, không lỡ cái cơ hội mà mất cái chương trình ưu đãi, nó khuyến mại nó vô cùng đặc biệt như thế này anh em nhé. Bên em thì đang rất là nhiều xe, rất là sẵn xe có thể giao ngay cho anh em ạ. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Ford Territory bản Gen. Bản này hiện tại đang có giá là 822 triệu. Với cái mức ưu đãi ở cái thời điểm đầu tháng 5 này thì chính sách ưu đãi lại tăng cường ưu đãi, lại giảm tiền mặt, lại tăng cường thêm phụ kiện cho anh em nhé.
Đó, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội, anh em cần chuẩn bị cho em là 873 triệu. Trả góp thì đang là 233 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 856 triệu. Trả góp thì đang là 217 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 838 triệu. Trả góp thì đang là 199 triệu. Đối với anh em mua qua trả góp thì em đang tính cũng như là hỗ trợ cho anh em khoản vay lên đến 85% giá trị xe trong vòng 8 năm và tối thiểu là 3 năm anh em nhé. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em tất cả các phiên bản của dòng xe Ford Territory ở cái thời điểm đầu tháng 5 này rồi. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh, vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh chuyên chia sẻ về giá xe, cập nhật liên tục cái chính sách giá bán và các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất. Mỗi khi có biến động thị trường, em sẽ chia sẻ ngay tới anh em, nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.